Cựu danh thủ Hurawut Srimaka mới đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan chưa đầy một năm. Tuy nhiên, sau giải U23 châu Á không thành công vừa qua, vị trí lực gia 50 tuổi đã bất ngờ xin từ chức. Huấn luyện viên Hurawut Srimaka đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan. Trong những phát biểu của mình, cựu danh thủ này gửi lời cảm ơn tới Madam Pang, người đã cho ông cơ hội để trở lại làm việc ở cấp độ đội tuyển của quốc gia. Ông vinh dự và tự hào khi được dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan từ vòng loại U23 châu Á cho tới vòng chung kết vừa qua tại Uzbekistan. Huấn luyện viên Srimaka cảm ơn ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ đã đồng hành. Ông sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm ở cấp độ câu lạc bộ để tiếp tục phát triển bản thân. Quyết định này được cho là xuất phát từ thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á khi U23 Thái Lan phải dừng bước ngay tại vòng bảng. Cựu danh thủ này sau đó cũng vấp phải rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ xứ chùa vàng. Được biết sắp tới, ông Hurawut Srimaka sẽ làm huấn luyện viên câu lạc bộ Kasetsart, đội bóng đang chơi ở Thái League 2.